Ui ôi ôi, nổ to. Có sập nguồn rồi. Nó tạt 7 mấy cân thôi. Từ từ thôi. Từ từ, đừng để nó ra ấy. Nhi, đuổi lên đi. Có mấy con bé. Được có 4 con. Nào, cho ra đi. Chắc loại này nuôi phải hơn 5 rồi nhỉ chú nhỉ? Không. Từ từ, nó sợ đấy. Hơn 5 đấy nhỉ? Không, không hơn 5 đâu. Được mỗi con này thôi. Con này hơn 5 tí. Cả đàn lợn được mỗi con này. Lấy con trước kìa. Lấy con trước kìa. Đấy đấy, con trước nó đi. Đừng cho ấy sức nhá, sức ra nhá. Da mỏng lắm đấy. Đấy, con cắm đồ ra kìa. Con cắm đồ ra này, đừng dưới đấy. Ở đây nó ra hết trước rồi. Đấy, 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 nó ra nữa theo. Cái này nhọn quá. Không, nó cắt theo hết. Đóng cái cửa vào. Đấy, một con lên là đi theo hết mà. Con đi là đi theo vào. Đấy, ê, nhanh. Nó tím nhanh các bạn này. Lên. Rồi con trước kìa, con đi trước kìa, nó đi thoáng đường đi, đấy. Đừng để nó nóng, đừng để nó mệt quá. Không cái nó tí nó lên, nó không chạy đâu mà. Đường nào, đường kia. Đấy, đường đấy. Hả? Đường về chỗ không? Đấy, đừng dồn nó. Phải lại. Cho anh ấy, cho một cái à. Dừ nó đi theo nó ăn á. Làm sao nó đi. Chạy nó, mà cái đầu vào. Không cho nó xem mà nó. Không, nó cắn đi hết, nó đi hết. Cho cái que này, anh á. Nhôm thì không thủng. Ờ, cái phải cả nhôm á. Không có rồi, nhôm thôi. Đi nhẹ nó to, nó đẩy. Đóng cửa vào. Cái đây, nó đuổi hết rồi. Mình bịt cái đầu vào, quay ngay. Thôi. Đây là cái mày linh ngạo đấy. Đừng làm mạnh nhẹ nhẹ thôi trong lúc này, nó cũng ưa mạnh đâu, con này như mắt kém. Mắt kém rồi. Mắt kém. Ây da. Nó về thấy đàn là nó đi mà. Có đường nào đường nè. Đấy. Này hẹp không lên đi hàng kia cái rộng hơn không? Đi hàng to đi. Kia rộng nó đi thôi, này hẹp quá thì không đi. Không hẹp đâu. Anh sợ nó không lên dốc được à? Đi đường này, đợt trước không đuổi qua đường đấy. Đường này nó bây giờ bên đằng trên nó có ta ly, bên này không có đường nào ta ly. Qua đường này nó có một bên ta ly rồi. Còn mắt kém. Buồn. Năm sau liệu còn được đàn như này không? Có lại đôi tiếp đi. Hai người phải vào cho hai cái. Hai đứng, tránh. Đấy, còn kia chưa? Ông lại không biết đâu được. Cứ tầm tháng 12 ra là lại có một đàn như này ngay. À. Được không nghe? Được. Có phải một con quay đầu nào lên là nó lên theo ngay. Anh lại đuổi con kia quay đầu lên. Nó lại quay đầu, một con quay đầu nó lên theo hết. Từ từ nó có lên.
đến là thiêu luôn à. Ngạo thôi. Ôi ơi đừng gãy chân. Rồi con bên trên cái đầu trên kìa. Nó quay đầu lên. Đồn đĩa lên. Nó hơi nặng đít. Ý đừng được con tí tím ấy. Đây nó. Đẩy đít nó. Đuổi nó nhá, em chạy sang bên kia phải. Ờ, em đi chắn đi. Em đi chắn đi. Đấy ngay mà nó lên đường rồi. Mày á, về nhà đi. Mày á, mình dọn đó. Con này mắt kém, con này mắt kém. Con này dám mắt vào sao? Đéo nhìn. Không. Mắt kém. Nó có xe con mắt kém mà. Nó lâu không ra nắng em. Cứt rồi. Thế đi to thì vô. Ê, không. Tím tím ấy đừng vô nhà này. Tụi vái bảnh non đồn đấy, non nó tím ấy. Cứ nhẹ nhàng thôi. Ôi giời. Ta toàn nguyên ngô không cái này, cái béo nhặt ngô với. Không cho ăn toàn ngô mì về mình khô ngô xong á. Mua xong thì không bán đi. Đàn nào mà chẳng thịt nói gì. Lợn ế à. Lợn ế anh bắt không? Không, cái con lúc nãy ấy đâu. Ờ, bắt con lúc đấy. Tầm 30-35 cân này ạ. Ba 30-35 cân. Chưa anh ạ. À, đang ở nhà dân rồi. Vâng, đang ở nhà dân. Đang chăn lợn cho khách. Gì vậy? Rồi. Bán rồi. Nhớ lắm rồi. Nhớ lợn. Bán thì nhớ lắm à. Lợn này có được ấy rồi. Có được 2 tuổi nhỉ bác nhỉ? Được 2 tuổi thôi. Mỏi chân rồi. Thôi yếu đừng có lên dốc đứng nữa. Cho hai kia đừng nghĩ đi. Em tránh em đi. Bắt đi. Đây. Nó sợ. Đi qua đường kia đi em ơi. Này đường này nó sợ đấy. Chặn kia, em chặn được kia đi. Em chặn được kia. Cháu nó nghỉ tí được. Dạ.
cho nó nghỉ tí được, cho nó nghỉ tí, cho nó nghỉ tí. Mệt rồi. Tí có con lên mà. Hải ơi, lấy cháu Hải ơi, mẹ xước hết chân lợn luôn. Ấy. Hai. À xem xét con ai ở đấy người lấy à điên cho nó bắt này xem nó bắt vào đấy. Ấy đừng được ép, đừng ép con, đi em nó quay đấy, đừng ép nó. Đừng ép nó. Rồi một phát luôn. Rồi một con lên lên từ trước con nó khỏe cứ lên cho nó lên trước nó lên theo hết. Đây là bắt lên rồi. Đi đi vào gần đó đi. Mọi người vào đứng đây đi. Ờ từ từ đừng ép, ép nó lùi lại lại hết. Ép đi. Thôi ép, ép đi. Ép là... không không được, đừng ép nó mạnh quá, nó chạy đấy. Cái giống này. Đừng ép anh, nó có con lên ở đây, đây lên 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 lên. Lên đi. Từ từ đừng lộn nó, anh Cường đừng sao. Vài. Con nào quay đầu cơ? Đừng để nó chạy luôn. Anh đưa con đi, Hải cho con đuổi đi, đuổi đuổi đi. Em giữ cái đồ này, anh phải hồi em giữ cái này chứ gì mà đâm. Phát TikTok là cái gì? Ủa anh quay phát. Có ăn đi. Khẩu này là kệ khẩu này ốc khẩu ấy. Lồng nó nhấc lên nhá. Được không mẹ? Được. Không được. Chạy ra hết chứ. Không không. Chỗ này là lên đẹp. Chỗ này là đẹp nhất rồi đấy. Chỗ này lên đẹp hơn rồi. Không được đâu. Không được. Đi theo người kia nhỉ. Chỗ này là ngon lắm rồi. Hả? Đi theo người kia nhỉ. Chỗ nào? Cái này tôi sau đi đấy. Không. Không, không được đâu. Chỗ này đẹp hơn rồi. Cắm đầu kia không à? Không, nếu mà muốn được thì đánh đầu xuống dưới đi. Xong cho đít lên đi.
Nhưng mà tí nữa lùi được không? Không được đâu. Cắm điếu đây này. Không được đâu, cái kia hẹp lắm. Xử lý luôn đây. À. Chui. Này. Nước từ gòn luôn. Cần ván, cần ván. Mười người dắt, một người dắt 10 con trâu thì được nhá. Nhưng mà 10 người dắt một con lươn lại không vào được. Ờ. Đưa có ép có. Đấy, đấy. Một con vào là vào luôn mà. Từ từ, từ từ, từ từ. Không kêu được rồi. Đấy, đấy, đấy. Cho bà ra hết đi. Bình tĩnh. Ê, mà lên luôn mà. Lên chưa? Thấy con nào chưa? Chưa. Đụng lên đây. Ui. Đấy. Cho quay đầu. Từ. Tăng cái bạt cái gì kìa. Lên. Đây. Đây, ô tiền à, thật đó. Sao nó sẽ kia hết. Không chạy. Đấy. Ở đâu? Nhét vào lồng đi. Nhét vào lồng đi. Đấy, anh phải cần ván vào, đẩy vào mới được, lùi, đấy, cần ván vào, đấy, cần ván, cho thấp đi. Rồi, lên rồi, đấy, thấy chưa? Một con dưới gầm nhá. Từ, cứ bình tĩnh. Cứ một con lên là nó lên rồi, đừng chọc cái nữa. Có mùi vào thì nó khác lên mà. Bye.